Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chầu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa: Thầy mà rửa chân cho con ư? Không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp: Nếu Thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy. Ông Simon Phêrô liền thưa: Vậy thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giêsu bảo ông: Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: Không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa. Điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy và là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Đó là lời Chúa. Kính thưa cha chủ tế, kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa cộng đoàn, quý ông bà anh chị em thân mến. Qua ba bài đọc của thánh lễ tiệc ly hôm nay, chúng ta được nghe tường thuật về lễ vượt qua cũ và lễ vượt qua mới. Lễ vượt qua cũ là biến cố dân Israel trải qua để đi từ đời sống nô lệ đến đời sống tự do. Đức Chúa đã truyền cho Môsê và ông Aaron để rồi nói với toàn thể cộng đồng Israel là bắt một con chiên toàn vẹn, phải là con đực không quá một tuổi, rồi đem xác tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Thịt thì ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. Ăn theo cách như thế này, lưng thắt gòn, chân đi dép, tay cầm gầy, ăn vội vã. Đó là lễ vượt qua mừng Đức Chúa. Máu được bôi trên cửa nhà sẽ là dấu hiệu trong đó cho biết là có người Israel ở. Thấy máu, Đức Chúa sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt. Trong trình thuật về lễ vượt qua cụ ấy, chúng ta chú ý hai điểm. Điểm thứ nhất là chiên vượt qua,
và điểm thứ hai là máu chiên. Chiên vượt qua phải là chiên đực toàn vẹn. Điều đó báo trước về lễ vượt qua mới, với chiên vượt qua vô tỷ tích là Đức Giêsu Kitô. Người ta ăn chiên vượt qua để có sức mà vượt qua cái giai đoạn đầu vội vã căng thẳng trong hành trình về đất hứa. Vì thế mà phải ăn cho hết, ăn cho no, ăn cho chắc bụng để có thể vượt qua được. Còn máu chiên là dấu hiệu cứu thoát. Cứu thoát theo nghĩa là nhờ cái dấu hiệu máu chiên ấy, nhờ ăn chiên ấy mà người Do Thái được thoát khỏi ách tiêu diệt ở xứ Ai Cập. Trong lúc các con đầu lòng của người Ai Cập, từ loài vật cho đến loài người đều bị hủy diệt. Và cũng theo nghĩa là dấu hiệu của sự tự do, nhờ vậy mà họ thoát khỏi kiếp nô lệ để đi vào đời sống tự do. Còn lễ vượt qua mới, chúng ta nghe trong bài đọc 2, trích trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto và theo tin mừng của Thánh Gioan. Thì trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, chúng ta không thấy nói đến thịt chiên. Chúa Giêsu là chiên vượt qua mới, cho nên thịt của Ngài thay thế cho thịt chiên. Nhưng thịt đây không phải là thịt của cái thân xác này, mà là bánh qua lời truyền của Ngài: này là mình Thầy, đã trở thành thịt của Ngài, thịt của chiên vượt qua mới. Trong cái khung cảnh là bữa tiệc vượt qua được ăn trước, Chúa đã biến bánh thành thịt của Ngài để trở nên lương thực. Chắc hẳn trong bữa tiệc vượt qua ấy có thịt chiên theo truyền thống, nhưng các tác giả tin mừng đã không đề cập đến, vì giờ đây đã có thịt chiên mới là Đức Giêsu Kitô. Thịt của Ngài là bánh thánh thể, không chỉ ban sức mạnh cho hành trình trần thế mà còn ban cho ơn thánh để chúng ta được sự sống đời đời. Còn về máu chiên, có một điều lạ lùng là truyền thống Do Thái không ăn huyết, có nghĩa là máu chín, cũng không ăn tiết là máu tươi. Bởi vì máu tượng trưng cho sự sống, người ta không ăn. Ngay trong công đồng Jerusalem, công đồng đầu tiên của Hội Thánh, thì cũng không được ăn tiết, không được ăn thịt thú chết ngạt, nghĩa là máu nó không ra. Vậy mà ở nơi Chúa Giêsu thì máu không còn là cái dấu hiệu của giao ước, như là trong giao ước Sinai máu đổ ra rảy trên dân chúng, đổ nơi bàn thờ, cũng không còn là dấu hiệu cứu thoát theo nghĩa là bôi trên khung cửa. Nhưng mà Chúa Giêsu lại mời gọi người ta uống máu của Ngài. Đó là điều khác biệt với truyền thống Do Thái. Để được tham dự vào sự sống đời đời của Đức Giêsu Kitô, người ta được mời gọi ăn thịt và uống máu của Ngài. Điều đó Ngài đã thực hiện trước và loan báo trước, sau khi Ngài làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều. Trong chủ đề Ngài là bánh hằng sống. Như thế Chúa mời gọi chúng ta khi ăn thịt và uống máu Ngài một cách bí tích, là chúng ta tin Ngài là đấng cứu thế. Và điều đó sẽ được hoàn tất ý nghĩa khi Ngài chịu chết trên thập giá. Khi Ngài chịu chết trên thập giá, Ngài hoàn tất bí tích thánh thể mà Ngài thực hiện trước đó. Bởi vì nếu Ngài không chết để ban sự sống đời đời cho chúng ta qua việc Ngài đổ máu ra trong sự chết, thì bí tích thánh thể nó như là một trò chơi trẻ con. Như thế chúng ta thấy Chúa Giêsu là bí tích thánh thể. Chúa Giêsu chiều hiến tế trên thập giá là hai hành vi đi liền nhau, diễn tả tình yêu tự hiến cho đi trọn vẹn của Chúa Giêsu. Như lời Ngài nói,
Thánh Gioan nói trong Tin Mừng: Ngài yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Tuy nhiên, hai hành vi lập bí tích Thánh Thể và hiến tế trên thập giá còn đi kèm với một hành động khác để hoàn thành hy tế cứu độ của Chúa Giêsu, đó là việc rửa chân cho các môn đệ. Cả ba hành động đều chung một ý nghĩa là nói lên tình yêu cho đến cùng của Chúa Giêsu đối với chúng ta. Tuy nhiên, hành động đầu thì không ai có thể bắt chước được, không ai có thể bắt chước Chúa Giêsu để lập bí tích Thánh Thể được. Hành động thứ hai cũng hiếm người bắt chước được. Một vài vị tông đồ như Thánh Phêrô bị đóng đinh ngược, một vài vị tông đồ bị chém đầu, chịu chết để mà chứng tỏ tình yêu. Còn hành động thứ ba thì Chúa Giêsu lại mời gọi tất cả chúng ta hãy làm cho nhau. Anh em gọi Thầy là Thầy và là Chúa thì đúng lắm, vì quả thật Thầy là Thầy và là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Chúa mời gọi tất cả chúng ta hãy rửa chân cho nhau, đặc biệt là những vị mục tử phải rửa chân cho đoàn chiên của mình. Cả hành động này cũng diễn tả tình yêu cho đến cùng của Chúa Giêsu. Vì việc rửa chân cho người khác là một điều hèn hạ, không buộc đầy tớ phải làm cho chủ của mình, nhưng Chúa Giêsu dù là Thầy và là Chúa mà Ngài lại hạ mình để rửa chân cho các môn đệ. Ngài làm thật chứ không phải chúng ta chỉ làm theo kiểu lễ nghi như hôm nay. Các tông đồ không chuẩn bị trước để rửa chân cho sạch như những vị đại diện chắc chắn đã làm ở nhà, không chỉ một hai lần, ba lần, bốn lần thì cò chân cho sạch để cha rửa khỏi bị dơ tay cha. Còn các tông đồ không chuẩn bị trước như vậy đâu. Chúa rửa chân cho các ông là rửa thật. Tình yêu cho đến cùng hướng đến việc phục vụ một cách khiêm hạ. Và tất cả chúng ta được mời gọi rửa chân, nghĩa là phục vụ nhau một cách khiêm hạ. Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ của mình: Vua Chúa thế gian thì dùng uy quyền mà thống trị, còn giữa anh em thì không được thế. Ai làm lớn phải là người phục vụ anh em. Chúa đã dạy và Ngài đã thực hành. Ngài để lại cho chúng ta bài học khiêm tốn phục vụ. Thứ nhất là mục tử phục vụ đàn chiên. Cái việc mà người mục tử rửa chân cho một số vị đại diện chỉ là một hình thức thôi. Và nó sẽ là hình thức, thậm chí là giả hình, nếu trong đời sống người mục tử không phục vụ giáo dân một cách khiêm hạ. Phục vụ qua công việc và phục vụ qua thái độ. Công việc của người mục tử đó là ban các bí tích, dâng thánh lễ cho giáo dân, giải tội. Nói đến việc giải tội thì quả thật những ngày này con có ấn tượng đặc biệt, bởi vì giáo dân có nhiều người mắc tội trọng không thể rước Chúa một phục sinh, bây giờ tha thiết đi xin tội nhưng mà đông quá, các cha ngồi tòa không có xuể. Những ngày này các cha trong dòng, từ cha trẻ nhất có lẽ là cha Chí Công đến cha lớn nhất là cha Chân Tín, tất cả đều ra ngồi tòa, ngoại trừ những cha bị bệnh không thể ngồi được thôi. Và điều đó đã giải quyết vấn đề giải tội một cách tốt lành. Không ai đến sắp hàng vào mà lại không được giải tội, ngoại trừ những người đến quá muộn. Điều đó cho thấy không phải chỉ một mình con thi hành cái nhiệm vụ chủ chăn ở trong cộng đoàn giáo xứ, mà cả nhà dòng đều chia sẻ công việc này. Và điều đó là một niềm an ủi rất lớn cho con,
cũng như là một sự phục vụ tận tình cho cả cộng đoàn, không chỉ là giáo xứ chúng ta mà nhiều anh chị em ở các giáo xứ xa xôi khác cũng về đây để được hưởng ơn tha thứ của Chúa. Rồi người mục tử còn phải sức dầu cho bệnh nhân, không chỉ trong giáo xứ mà còn các bệnh viện xung quanh thành phố này. Cứ một lần ai có việc khẩn cấp là chạy đến với dòng Chúa Cứu Thế, và các cha sắp xếp để chia phiên phân công trực, mỗi cha một buổi, và bên phòng trực sẽ gọi cha đó. Vai trò của người mục tử còn là giảng dạy. Giảng dạy thì phải cầu nguyện, phải dọn bài giảng cho đàng hoàng. Vì thế mà hôm nay, mặc dù trong dòng có nhiều cha giảng hay lắm, con vẫn thán phục, nhưng mà con phải giành lấy cái công việc này ngày hôm nay để thi hành cái nhiệm vụ của mình. Mặc dù con biết rằng mình nói không có hay bằng nhiều anh em khác. Rồi còn phải tổ chức các lớp giáo lý, làm sao để cho cộng đoàn của mình được hưởng cái sự hướng dẫn của Hội Thánh. Ngoài ra công việc của vị mục tử còn là phải cầu nguyện cho giáo dân của mình, còn phải làm trọng tài phân sự công minh cho những người thấp cổ bé miền. Trong lúc có người này người kia tranh cãi nhau thì người mục tử phải phân sự một cách công minh. Nếu có thiên vị là thiên vị cho người nghèo, cho người thấp cổ bé miền. Và vấn đề thứ hai, thái độ còn quan trọng hơn cả công việc nữa, đó là hiền lành, đó là vui vẻ, khiêm tốn, nhã nhặn, hy sinh quên mình vì lợi ích thiêng liêng của đoàn chiên. Có lúc phải kiên nhẫn chịu đựng. Là người phục vụ thì phải sống vì người được phục vụ, theo gương Chúa Giêsu đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống. Không thể bắt chước thói đời, nói là đầy tớ của nhân dân nhưng mà thật sự lại là ông chủ đầy tớ mà lại ngược đãi hành hạ nhân dân. Đó là thói đời mà chúng ta không thể bắt chước. Những người mục tử trong giáo hội không thể sống theo thói thế gian được. Nhưng không chỉ những người mục tử mới bắt chước Chúa Giêsu, nghe lời Chúa Giêsu giảng dạy, mà ngay cả những người phục vụ cộng đoàn cũng phải học bài học với Chúa Giêsu, rửa chân cho các môn đệ. Nghĩa là không hống hách với những người đến nhờ mình hoặc gây khó dễ để vòi tiền thù lao theo kiểu của thế gian. Cha mẹ, vợ chồng cũng được mời gọi phục vụ con cái, phục vụ lẫn nhau. Ở Việt Nam chúng ta, cái thói gia trưởng vẫn còn phổ biến lắm. Nhiều người chồng ngược đãi hành hà vợ mình như thử là một ông quan trong nhà vậy. Khi con đi ở nước ngoài á, thì những ông chồng rất là dễ thương. Đi làm về là lăn xả vào bếp để phụ vợ nấu ăn. Có một lần kia có một anh bạn chở con về nhà chơi, nhưng mà về gặp vợ đang nấu ăn, vất con ngồi đó cái đã, đi phụ vợ nấu ăn cái đã, rồi sau đó mới lên cùng ăn uống nói chuyện. Nước ngoài mà người chồng mà gia trưởng thì chỉ có ở gia thôi, vợ bỏ. Còn ở chúng ta thì vẫn theo thói ngày xưa mà hôm nay vẫn còn. Đã vậy còn nhiều bà mẹ chồng bênh con trai, hành hà cô dâu, sống bất công, bảo vệ những cái điều vô lý của con trai mình, sinh ra sự mâu thuẫn giữa vợ chồng tụi nó. Cuối cùng chịu không nổi thì con dâu phải bỏ đi, và thế là con mình ở giá, hoặc nếu đi bước nữa thì rối cả đời. Được ích lời gì? Thương con như thế là hại con. Đáng lý người mẹ, người bố phải vung vào cho hạnh phúc của con. Mình hy sinh phần mình cho con cái được hạnh phúc. Đằng này vì tự ái, vì ích kỷ mà chỉ biết cái tình cảm của mình
mà không lo hạnh phúc cho con, cho cháu của mình, đó là một tội nặng. Rồi thứ tư là các giám đốc, những người điều hành một công ty hay một vùng, một tỉnh của đất nước. Đã là người phục vụ thì phải phục vụ đúng chức danh của mình, phải lo cho những người ở dưới quyền mình, chứ không phải lợi dụng họ, bắt họ phải cống nộp cái này cái kia, hay phục vụ điều này điều nọ. Chúng ta nghe chuyện này nhan nhản trên báo chí, chúng ta không cần phải nói nữa. Như thế, trong mỗi cương vị của mình, Chúa mời gọi chúng ta phải bắt chước Chúa để phục vụ lẫn nhau, vì Chúa là Thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho môn đệ của mình, thì chúng ta cũng được mời gọi rửa chân phục vụ nhau trong khiêm tốn, trong hiền lành, trong vui vẻ. Xin Chúa cho tất cả các vị mục tử trong giáo hội được thật sự sống tinh thần khiêm hà của Chúa Giêsu. Xin Chúa cho tất cả những ai đang điều hành đất nước được biết theo lương tâm của mình sống đúng nhiệm vụ mà mình lãnh nhận, hầu tất cả chúng ta có được một bầu khí trong lành về cả tôn giáo lẫn dân sự, để chúng ta sống đời sống làm người và làm con Thiên Chúa xứng đáng.